cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận đánh hay của danh thủ Vương Thứ Nhất khi cầm bên đỏ đi tiên, đánh với xuyên tục tứ hiệp Trịnh Huy Đồng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Và đầu trên đánh tại giải của tướng Kim Bạc Bôi, một giải năm 2012. Chứ将军，吃。 将军，吃。
Và tiếp theo sau phần cờ mạng sau tiến 4 đến từ bên tiên của Vương, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen của danh thủ Trịnh Nghi Lâm anh buông cờ xin thua khi các bạn tiến ngay không thể phòng thủ trước đường công mạng 4 tiến 3 để chiếu bí. Như vậy kênh cửa thủ tinh hoa vừa gửi tới các bạn phần mới bản về bản đồ trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.